Ngày 28 tháng 12, Công an quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh để điều tra làm rõ vụ người đàn ông tự tử bằng súng để lại thư tuyệt mệnh. Trước đó, vào tối 27 tháng 12, người dân nghe tiếng nổ lớn ở căn nhà nhiều tầng nằm trên đường Vườn Lài, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú. Lúc này, mọi người chạy qua thì phát hiện một người đàn ông đã tử vong trên vũng máu, bên cạnh có khẩu súng bắn đạn cao su. Nhận được tin báo, công an khu vực đã đến phong tỏa hiện trường khám nghiệm tử thi. Bước đầu xác định nạn nhân là ông Tê, sinh năm 1972, ngụ quận Tân Bình. Ông Tê không ngụ tại căn nhà xảy ra vụ việc mà đến chơi. Khám xét hiện trường, công an còn tìm thấy thư tuyệt mệnh được cho là của ông Tê để lại và nghi ông Tê tự tử.